Ông bóng cuối cùng đi cậu nha. Này hai cái này đây. Cái đó dễ quá vậy. Hello, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV. Hôm nay thì mình sẽ cùng với cháu mình chơi một trò chơi rất là hấp dẫn. Mình sẽ để 10 cái con bóng trên đây nè. Trên cái gào lưới này nè. Và sau đó mình sẽ để một cái con bóng. Trong đó mình sẽ để là 40, 35 ngàn. Đó là giải nhất, giải nhì, giải ba, ví dụ vậy đó, 15, 20, 30. Và sau đó mình sẽ để cho mấy cháu bịt mắt lại. Để mấy cháu nó sẽ bắt được cái bóng đó, và mình sẽ để cho mấy đứa cháu được quyền trợ giúp của mấy đồng đội kế bên ha. Hy vọng các đồng đội này sẽ giúp cho các cháu lấy được cái bóng mà các cháu lấy được nha. Bây giờ không có nhiều, bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục cuộc chơi thôi. Nắng lắm mày dài. Ừ, đừng có cầm bể đó. Sao nó nào thổi kìa, thổng đóng kìa, thổi đúng đi đó, con tôi còn đóng kìa. Không bị thổi á, làm rồi đi, im lặng. Sao không có bị xì đó? Thôi đừng khóc nè, nín đi. Thôi nín đi, đừng khóc. Không không à. Bên lý lại. Kẹo trong đây nè. Ô. Đi vô đạn rồi. Đây đạn, nói chung là vậy là được hả các bạn. Bắn nha. Ê, bay. Bắn bay kìa. Bắn bay kìa, cầu xin. Đừng, đừng, đừng. Nhà của ai có bắn kẹo hai mặt gì? Không có. Bánh kẹo. Bánh kẹo không? Đi mua đồ đi. Đây là bánh kẹo cả nhà. Bánh kẹo này mình sẽ để cho mấy đứa cháu mình, ví dụ nó bóc trúng cái trái nào mà không có đúng á, thì mình sẽ cho nó ăn kẹo, ăn bánh cho nó lừa ha. Đây là cái dẫn khích cho nó. Đây, bây giờ mấy đứa cháu mình nó đang cột dây nè. Rồi các bạn cột hết đi. Rồi chăm còn bao nhiêu thở, còn nhiêu cái thở đi con. Rồi ai tập trung thở vô hết đi. Rồi. Dễ thương không cả nhà? Dễ thương không? Dễ thương không? Rồi rồi. Đây, biết không? Chứ thổi không? Thổi đây. Rồi, này con đèn này, con đèn hướng nè, rồi sao bốc. Rồi cậu đây, đỡ, cậu dây, cậu chúng tư đi. Đó, đây, cả nhà thấy không? Rất là thông minh nha. Đấy, thổi đi con, thổi đại đi. Không sao đâu cả nhà, giờ mình sẽ bỏ vô cái lưới này nha. Tư có nhắm là cục chơi này Tư lấy được thắng chứ? Thắng hả? Phải thắng mới được chứ. Phải thắng phải không? Cục đầy đủ hết đi, cục tùm lum chân đang sao đâu. Về xong. Dạ. Rồi, đưa cái khác cho anh chị đi. Nè. Bi đưa khác chị đi bây giờ. Rồi. Ở đây có hàng cái mấy chục cái con xin hỏi rồi. Còn á, con đưa chị đi. Đây còn hỏi cho. Đây còn hỏi cho nè. Đúng rồi, cột hai cái gì được đó. Hả, thầu quá dài, quá trời mệt. Cột biết còn không? Rồi, đưa cho chị đi, ba muốn hết kìa. Ôi, bự quá, nó bể cả nhà ơi, đầy đủ rồi. Rồi, mình ra lại cho bạn nè, bạn cột đi. Này, cột còn đi. Đúng, cột đại đi. Còn cái cùng đưa cậu nha. Còn bóng bóng cuối cùng đưa cậu nha. Này, hai cái này đây. Đứa nào thổi được tiền bỏ vô đây ha. Cái cuối cùng đứa nào thổi tiền bỏ vô đây được không? Không. Ê, quấn hình tròn đại lắm, gian lắm trời. Không. Thổi đi. Này, con đưa tiền cho con. Con đưa cho con. Rồi, con thổi đi, thổi đi, thổi thử đi. Thử đi. Vui, vui, cuối tuần mình vui mà. Ê, sao mà đẹp không? Đứa nào gọi được bóng, đứa nào gọi mới có bóng qua đây hết.
mình sẽ cho nó không thấy được cái nào có tiền trên cái nhà một đống này, thấy không? Cho nó biết là cái nào. Đó, mình sẽ gom lại tất cả bóng bên đây để qua đây. Bóng không? Ở đây nè. Đóng nè. Khó quá. Bước cha lại đi băng. Xuống đường lắm đi con. À cả nhà, bây giờ nắng quá đi. À, mình đang cùng với cháu mình đã hoàn thành xong tất cả những món đây. À, bắt đầu mình sẽ bắt đầu vô cái trò chơi nha. Tôi cho mấy cháu nó tìm được những món nào có tiền. Các cháu của mình lấy được tiền thì các cháu mình sẽ được hưởng thôi. Đó. Quá trời. Sao? Bạn Yến thấy sao? Bạn Yến thấy cái tự tin không? Không. Sao vậy? Không tự tin thôi, đi về đi. Bạn tự tin không? Dạ. Thằng Ô đâu? Kêu nó tới. Sao bạn tự tin không? Đây. À, mình sẽ dùng cái khăn quàng này để mà mình bịt mắt mấy bạn lại nha. Đó, mình sẽ lấy này bự ra để mình dán tiền ngang nha. Cắt ra đi. Cắt ra đi. À. Rồi chưa? Chuẩn bị nha. Đây cả nhà. Đây. Thôi bây giờ mình chơi giải vậy cuối cùng đi. Ha. Mình chơi giải bét nha. Ê, sao khóc vậy? Bé này khóc mà cả nhà nó không tự tin. Tôi dạo quá. Bây giờ á là bây giờ á. Bắt không? Thấy con bắt ngay cậu đợi. Phải không? Vậy chờ đợi xong con bắt đi. Cái gì? À, mình có 3 giải cả nhà. Giải thứ nhất á là 30.000, giải thứ hai là 29.000, giải cuối cùng là 20. Đây, mình sẽ dán 20.000 vô đây cho mấy cháu nó. Đó. Đó, cho các cháu kiếm. Cả nhà thấy không? Cả nhà thấy 20.000 của mình không? Ừ. À, cả nhà thấy không? Kìa chưa? Rồi. Bây giờ là mình xong đi. Quá trời. Con hỏi cái này cái. Con lấy vậy là mình bóp này. Dạ. Từ bây giờ là bây giờ là vậy là mình vô bộ nha. Vô bộ mình bóp nha. Cầm. Đó. Không vậy nè. Đó, rồi. Quyết định chưa? Rồi. 15 giây hết. Không rồi, rồi. Rồi con cầm cái này nghe cậu. Quá chuẩn luôn. Vậy thôi. Là bóp. Còn ví dụ như mà mấy con ăn á. Rồi ok không? Vậy là ok nha. Rồi bây giờ là bây giờ mấy con tiền. Còn hai người cố gắng lên, ai là người trước? Chưa? Ra nè. Chưa, làm lại đây. Xong đây. Đúng rồi. Mày ngon. Rồi, thấy rõ chưa? Cầm xích nó ra sau đây cho mày. Im, nó nhỏ thôi. Bên đây.
Phải 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 cái dạo này này nè xuống rồi hết giờ nè rồi thua. À cái gì ơi, cái 20.000 này vẫn chưa ấy được hết trơn á, trời nắng quá trời chết nổi. Bây giờ là mình sẽ quyết định tiếp tục bạn thứ hai này nha. Cái bạn thứ hai này lấy được hay không cả nhà, đó cho sự trợ giúp luôn mà bạn chưa lấy được, hy vọng là sẽ lấy được nha. Rồi kệ đi, cho nó coi đi, cho nó coi đi, kệ đi. Rồi chưa? Ý, thấy đi kìa, thấy không vậy? Có ai thay đổi nó không? Nó thấy kìa. Mình thấy hả? Rồi các bạn ơi, bạn ấy không thấy rồi. Chăm nhớ buông nó ra nghe chưa? Tới đây buông ra nha. Rồi không ai chỉ xả luôn giờ đi ra. Rồi, vô. Vô đi bạn. Giãn động được dần á. Kìa xong chưa? Ba, hai, một, rồi hết, thua luôn. Rồi cả nhà bây giờ tới lượt bạn này nè, bạn này có chắc chắn là lấy được cái này không? Sao bạn? Bạn có chắc chắn lấy được cái này không? Ok cả nhà nha, mình sẽ dán, đây, dán đi bạn. Ok bạn. Ok bạn bạn. Rồi chuẩn bị chưa? Thấy không vậy? Mày ngon. Mày ngon. Mày ngon. Từ từ thôi, từ từ thôi, rồi. Chuẩn bị chưa? Không chưa? Đồ cái này dễ nè. Cho cái này dễ luôn. Rồi lấy ra. Ở xanh ba cái chơi nữa không? Rồi chưa? Rồi, từ đưa nó tới đây. Rồi buông nó ra. Cố lên, lẹ lên. Quá chuẩn luôn. Mở ra. Rồi đó, rồi đưa đi, đưa tiền đó đó bánh đi. Tôi xin cho một lần nữa đi còn sao? Cho lần nữa đâu. Cầm đi. Bạn này thắng rồi bạn, các bạn ơi. Bạn thắng rồi. Chị. Bạn có vui gì không bạn? Rồi. Đây là chưa, cái chưa. Tôi đi mà. Vui. Có. Rồi bạn này thắng rồi nghỉ đi. Đi về luôn đi. Đi về kìa, nó về kìa đây. Trời ơi đi tiện ngay nó lấy mệt quá. Trời đi gọi là thắng thì sao? Trời đi tiện ngay nó lấy đi mệt quá. Ok cái nhà bây giờ mình tới giải 2 nha. Bạn thấy vui không? Giải này quá dễ rồi. Giờ mình tới giải này nha. Giải này là giải 2 28 nè. Lộn. Giải vô trong. Giải cho. Từ. Lộn nè. Rồi dán vô đây là giải 28.000 nha cả nhà. 28.000 nhiều lắm đó con. 28.000 nhiều. Rồi tới ai nè? Tới Yến không? Bây giờ tới tới đồng chí Yến nè cả nhà ơi. Để đây cậu dán cho. Con đi chờ tiếp. Chờ tiếp đứng quan bên. Đi chơi gì hả? Đi chơi xong rồi đứng quan bên đi. Đi chơi xong rồi đứng quan bên đi. Thôi con nghĩ làm bên. Sao sao buồn, có buồn không? Ơi gì? Có buồn gì không? Khóc cây ơi. Rồi. Mày ngon. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào. Đúng á. Mày đi ra coi. Mày là mày ngon đồng chí. Đồng chí mày ngon. Kệ mắt. Mày ngon vậy? Mày ngon. Cho luôn. À cả nhà ơi, à cả nhà ơi, ở sau lưng mình là đồng chí Tư. Đồng chí Tư đang bực bội và khóc. Hy vọng là 2
ha, 28.000 này sẽ vô đồng chí Tư hoặc là đồng chí Trâm. Đây là chiếc Trâm buồn không? Đây là em của đồng chí, đây là em, đây đây là em của đồng chí Trâm, thì dòng là con sẽ thắng. Ơi, con dòng hai nữa hả? Ừ, con dòng thì thắng đi. Dòng này con cướp 20.000. Ê, dòng này con cướp 20.000 vô bằng được luôn. Ủa, tiền đâu con sếp? Đồng của mình mới mua nha, 40.000 rồi á, xăm 45.000. Tội nghiệp lắm, em con cháu nó mới đi lặn cua lặn ốc chứ. Mấy này nó trắng tươi cả nhà. Hai thằng nó mới lặn về trắng tươi à, trắng tươi tươi. Ra đi ra đi ra. Đi ra cho tao vô. Rồi mình dán lên nha. Mình dán lên nha. Rồi cái gì hết hồn vậy? Hết hồn. Ôi gì trời. Hết hồn, hết hồn. Làm giật mình. Rồi mời bạn qua chỉnh cái này lại. Chỉnh lại, chỉnh lại đây, chỉnh lại đây. Thiệt liếm. Rồi, 1, 2, 3. Cái đó dễ quá vậy. Thôi cả nhà, hồi nãy giờ mình đã bỏ sót ra hai giả cho các cháu để lấy rồi. Bây giờ giả này giả cuối cùng. Mình không cho các cháu nó chỉ nữa. Nhưng mà mình chỉ nói với bên nó là bên trái bên phải thôi, được không? Cho nó bên trái bên phải thôi chứ không được là bên kia. Nhưng mà không ai đứng gần đó, không ai, mình không cho nó đứng gần đây nữa. Nói chung đây là giải cuối cùng nha, đây là giải cuối cùng đấy. Đồng chí Ken có muốn nói gì với khán giả không? Đây là giải rất là lớn luôn á. Ừ, bạn ấy đã dùng 20. Đúng. Mở cái vàng để mua đồ cho để cho mua mọi người cho mua cho 1.000 nè. Mua cho 1.000 hả? Trời tội không? Trúng 20.000 mua cho 1.000. Chơi nữa không? Muốn chơi nữa không? Thôi chờ đi. Chờ qua quận đi. Rồi bây giờ là cái này không chỉ nha. Không chỉ nha, nhưng mà được quyền là nói là trái phải thôi nha. Ha, chỉ đi mới công bằng. Sao? Mà bạn như sai rồi, để mình xin dẫn đi gì? Thấy không, chờ nó thấy đó, nó giả bộ đó, cái chừng nó thấy nó giả bộ đó. Cái chừng nó thấy nó giả bộ, nó xào xào đó. Cái chừng nó thấy đó nha, giả này ghê hiểu lắm mấy đứa ơi. Giả này chắc chắn cậu sẽ để kỹ hơn đúng không? Giả này kỹ hơn nha. Giả này chắc chắn kho lắm, để đó nè. Rồi, rồi, rồi chăm giữ lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ dán này nha. Ờ, chặt cậu ẩu kìa. Ờ, ở cậu quá trời luôn. Cậu làm khói lắm. Rồi đây là giải, vậy là giải rất là khó nha nha. Vô, đưa em đi, rồi. Còn nhiêu khác chứ. Rồi cho tớ nghĩ nè, tớ nghĩ tới bên này nè. Không, tớ này lại nè, chúng mình tớ này nè. Đi ra Thiện. Đi ra Thiện. Cố gắng lên, cố gắng lên. Cố lên Trâm ơi. 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi luôn. Bé Tư lắng nghe đồng đội, bé Tư gắng lên nghe đồng đội chỉ nha. Rồi con Ke với lại Trâm có giúp gì không nha, đội chỉ nghe phụ nha. Gắng nghe nghe Tư để lên lỏng xả. Nhiều nhiêu? 3. Rồi giữ lại, giữ lại cậu đi. Rồi để giữ, đang giữ không, để giữ gian lắm. Cậu để trên giữa. Thôi để trên cao lên im luôn. Rồi im đi cậu. Chỗ cậu mày đi tới mày mới bắt được. Ơi sao mà thấy Chưa. Rồi làm đi. Rồi. Chưa đâu, chưa đến đâu, từ từ rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rồi trắng đen nha. Trắng đen. Trắng đen luôn. Trắng đen nhiều ga ít bảy. Hai này ga. Rồi. Kem trắng. Kem trắng. Đúng rồi. Ờ đúng rồi, kem trắng. Kem trắng biết. Ồ, trắng đen bò. Trắng đen bò nữa. Trắng đen ít ga nhiều bảy. Ít ga nhiều bảy. Rồi cái giải bây giờ đây là giải cuối cùng, nó hơi khó một chút nhưng mà mấy đứa cháu mình nó cũng cố gắng nhiệt tình để lấy được cái giải này đó, thấy không? Nó buồn thấy không? Thấy buồn. Hy vọng là cố gắng sẽ được ha. Đây là mấy con quyết định cho người khác chơi chỉnh nè. À chỉnh không phải để người khác chỉnh, không có chơi giờ mấy con. Bây giờ những người trong cuộc chơi ai chỉnh nè? Không được. Không. Quá chuẩn luôn. Được con ơi, con chỉ nó. Rồi, rồi lát con chỉnh lại không? Rồi chỉnh đi. Mày chỉnh mà thấp là nó lụm rồi. Không được ra cái cột. Ừ, trong vòng đó được rồi. Ủa lát con chỉnh lại, hiểu không? Lát con cậu cho con chỉnh lại. Cứ đợi chỉnh đi. Rồi đẩy tới đi nha. Rồi rồi, muốn ra. Rồi. Giúp em đó kìa. Đứng im. Không có chạy. Mày im ơi. Không chơi im đi. Tán con. Rồi chăm con. Bên kia. Lùi lại bên kia kìa. Bên kia kìa. Bóp lại. Đừng có nghe lại đó, Bóp đi. Trời ơi bên kia kìa. Năm, bốn, ba, hai. Rồi bóp bể lại luôn rồi. Rồi cố gắng lên. Nó dướng con mắt lên nó thấy rồi cậu. Nó dướng con mắt lên nó thấy rồi. Vậy thôi chỉnh đi kìa. Chỉnh không, chỉnh này không? Thấy rồi kìa. Xạo anh thấy. Đi từ từ đây. Kéo nhỏ dưới ông nội. Rồi tự vô hỏi nó coi mấy ngón kìa. Ken. Mày, thứ hai. Lại. Ba. Nữa đi. Chưa con. Rồi chưa? Không có. Ấy, con để qua cái cột đó, để trong này nè, trong vòng đây nè. Để gì tồn gì ta. Còn cái này. Để trong cột quá, để trong cột không được để ngoài coi chứ. Rồi đi. Vô. Chỉ cho nó kìa, tội nghiệp nó kìa. Rồi đây là đồng chí Tư nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ để cho một người chỉnh cái này lại. Ai chỉnh? Con. Chăm chỉnh kìa. Ngã chân đi chỉnh kìa, chỉnh đi con. Rồi. Này đấy không được chân á. Rồi xong chưa? Rồi tôi nghe đồng đội nè, đồng đội này có còn hợp tác gì không? Có hợp tác gì không? Giúp kìa. Có hợp tác gì không? Rồi, vô. Buông ra. Cố lên, nhanh lên. Bên trái à Nguyên. Trời ơi. Rồi, ok, cái nhà. Rồi, thắng rồi, dỡ tiền ra đi. Rồi, nhiêu vậy? Không biết. 30.000. Rồi, thôi con với bạn Trâm với lại bạn Ken đi ăn đi. Ok chưa? Quá chuẩn luôn. Nó nói gì đâu. Mình 10.000 đi chơi bạn Tư, mình chỉ mình rồi bạn Tư. Ngộ gì? Kêu trẻ để bên đó. Rồi ok cái nhà, bây giờ mình đã xong cái trò chơi này rồi, hy vọng lần tới nữa. Ba chơi nữa cậu xanh. Hy vọng là. Rồi cho mấy con đó. Lấy đi bóng ra chơi đi, bớt gì cực gì. Rồi hẹn gặp lại cái nhà vào những cái clip sắp tới nha, bye bye. Rồi về đi. Bánh kìa. Bánh kìa nhanh ơi. Nè lấy hết đi. Rồi chào cả nhà nha.